Và bây giờ hiệp một nhất đẳng, nếu chiến thắng ở vòng này thì Công Quy sẽ đem về là 2 triệu đồng. Và 1 phút 30 giây của Công Quy xin phép được bắt đầu. Em, anh đi về đi. Anh xin lỗi mà. Không lỗi phải vậy đó. Nói nhỏ nhỏ thôi. Có ba mẹ ở nhà không? Có. Thì ba mẹ tôi chi? Ba mẹ ơi. Lạ cho lớn lên rồi ba mẹ đi xuống đây lỡ thấy anh đẹp trai quá rồi bắt lễ làm sao? Ai thèm lấy anh. Thôi anh xin lỗi. Không. Kèo mua có cái túi cũng không mua nữa. Ôi, anh có mua cho em đàng hoàng nha. Bữa đó là anh đi từ quận 12 xuống cái cầu Thị Nghè để anh mua cho em cái túi 500 ngàn đó. Tôi kêu anh mua cái túi 5.000 đô chứ không phải là 500 ngàn. Anh đi về giùm tôi đi. Em ơi, đêm nay vầng trăng kia như chứng minh, mà đêm nay không trăng không chứng minh được gì. Đồ vô duyên. Em mới vô duyên á. Người ta giận á thì người ta giận rằm mùng 1 gì đó để trăng tròn. Giận gì 16 mùng 2 gì ngày dông không. Anh đang nói tôi hả? Ủa gì gì? Thôi em, đi ra ngoài ăn nha. Không. Đi ra ngoài ăn đi. Không. Đi ra ngoài ăn đi mà, anh năn nỉ mà nha. Lần cuối rồi đó. Anh biết rồi, anh đợi ngoài nha. Ừ. Lẹ hết giờ. Đi anh. Đi đâu? Đi ra ngoài ăn à, hay là bữa nay mình đi ăn hải sản đi. Rồi xong rồi mình uống trà sữa nữa nha. Em, ý anh nói đi ra ngoài là cầm tô mì đi ra ngoài đây ăn nè. Đồ vô duyên, chia tay đi. Em, quay mặt lại khóc. Nín đi con, nín. Nín. Không có quay vô kẹt cửa không à? Mặt đẹp mà, không có chìa ra mặt tiền. Sao quay vô đây người ta khóc chứ sao? Cảm ơn mẹ, cảm ơn con. Tên gì cưng? Dạ em tên Sao. Nhờ Sao mà tôi cười đó. Nhỏ chữ thiệt lòng. Đồ vô duyên cho tôi cười luôn vậy đó. Nói vô duyên thiệt. Vô duyên thiệt em. Dạ. Lỡ cười thôi cho vô. Yeah. Cảm ơn chị Hương. Có gì? Yeah. Trời ơi, sao mà vui quá vậy nè. Dạ anh mời Trung Dân à. Cũng được. Dạ. Nhưng mà hai người này đã cho vô rồi, tôi thì tôi phải cảnh báo bạn. Dạ. Cố nha Công Huy nha. Dạ. Thấy được cái sự nhiệt huyết năng nổ của em. Nhưng mà chưa mắc cười lắm nha. Chưa mắc cười lắm nha. Cố lên. Hai. Mọi người rét lên. Dạ. Miếng mặn liên tục. Dạ. Rồi bây giờ em có muốn đến với hiệp 2 không? Dạ có. Hiện tại số tiền của em là 2 triệu đồng. Nếu như em muốn bước tiếp hiệp 2, bây giờ chúng ta cùng đến với quyền Mobi Kip. Xin mời. Đạo cụ trao đặc biệt sử dụng màn diễn thêm lượt và thêm thời gian. Dạ em mua đạo cụ trang phục đặc biệt với lại sử dụng màn diễn. Quyền đạo cụ, phục trang đặc biệt. Môn sinh sẽ được sử dụng các loại đạo cụ khác nhau và trang phục khác nhau mà không giới hạn số lượng. Môn sinh được sử dụng quyền này xuyên suốt các hiệp thi, ngay sau thời điểm mua. Quyền sử dụng bạn diễn, môn sinh được mời thêm một hoặc nhiều diễn viên phụ diễn trong tiểu phẩm dự thi của mình. Môn sinh được sử dụng quyền này xuyên suốt các hiệp thi, ngay sau thời điểm mua. Như vậy là số tiền của Công Huy hiện tại là 1 triệu đồng. Và bây giờ là thời gian chuẩn bị đạo cụ phục trang để Công Huy bước đến hiệp 2. Vì đã hiện tại Công Huy đã có 1 triệu đồng. Nếu như bạn chiến thắng hiệp này và được cộng thêm 5 triệu đồng và tổng số tiền cộng dầu của bạn là 6 triệu đồng. Hiệp 2 nhị đẳng của Công Huy xin phép được bắt đầu. Em đây, nay á anh biết chỗ này nè, cầu duyên hay lắm. Cầu duyên chắc chưa? Bao luôn, bao cưới luôn. Tới rồi nè, cầu đi em. Ma, đứng lại. Ma cái gì mà ma? Chứ gì nữa đi em không? Cầm cái đó là ma chứ gì nữa? Sai cái tên. Ở đây nè. Ma. Đêm hôm mà la hoài. Cái này là mộ của anh tôi. Mà nói nghe là thương lắm. Mới chết có một tuần à. Đêm nào cũng về báo mộng với tôi, nói sai cái tên.
đòi bóp cổ cái thằng cha khắc tên nó mà tôi đâu có cho. Anh trai, rảnh không? Cũng rảnh. Phụ em khắc cái tên đi. Để tôi phụ cho. Đâu rồi tôi? Nè. Đây. Mà em, tí nữa mà xong á, nhớ dắt anh ra khỏi chỗ này nha. Anh không biết đường. Làm xong đi, lát nữa em dẫn ra cho em dân khu này mà. Rồi, xong rồi đó. Đi. Đi em, mình đi. Ê, khoan, đợi em xíu. Đi. Ủa, đi cầm theo này chứ em. Đêm hôm mà đi dễ bị kiểm tra lắm. Anh có được cái chứng minh nhân dân chứ, em có cái này là giấy tờ tùy thân à. Lỗi em ơi. Gì vậy em? Anh đập lên chân em. Anh này. Cái gì vậy em? Chị đập lên ngực em. Tào lao ghê không? Hết chỗ hẹn hò đi vô trong đây hẹn hò. Tình yêu giờ lạ ha. Thôi về nhà. Hết. Cảm ơn Công Quy, cảm ơn hai bạn diễn hỗ trợ rất là nhiều. Dạ. Lò võ Tiếu Lâm hay lò võ kinh dị thôi em. Là kịch bản em suy nghĩ ra hay sao? Dạ. Nhưng mà đây là Tiếu Lâm mà, nãy giờ có Tiếu Lâm không? Hả, nó kinh dị quá, coi sợ quá vậy. Rồi bây giờ nghe những lời góp ý của ba chị ba giám khảo nha. Chỗ nào vui? Không hiểu luôn á. Không hiểu luôn. Làm kinh dị quá. Nó nghe nè, còn cái bia đó là của ai? Dạ của anh con. Rồi còn cái sai? Dạ sai của con. Là sao không hiểu là mình còn là hai anh em chết hết. Dạ. Không hiểu luôn thấy chưa? Con định là như là lấp lẫn vậy, lúc con là người, lúc con là ma vậy. Ngộ ha, suy nghĩ bây giờ ngộ quá vậy. Hẹn hò trong nghĩa địa. Dạ. Ghét. Giả bộ nói là cái ta sai tên của ông anh mình rồi. Dạ. Để cho các bạn khắc lại. Chứ thật ra là con đưa cái bia của con ra. Dạ. Nó nghe là đáng lý cái đó là phải khắc lên luôn. Mà không có cười luôn nha. Chỉ có điều thấy dễ thương quá. Dễ thương, nhiệt tình, năng nổ. Nhiệt tình quá. Lăng xả. Mà không có thấy lò vỏ mà cũng không thấy Tiếu Lâm luôn. Dạ. Không có thấy chút xíu có vỏ. Anh Dân sao anh Dân? Dân thấy sao anh Dân? Thấy không được. Không được luôn hả? Ừ. Nó mênh mang. Mênh mang. Giống như một cái áng mây đang che vậy. Dạ. Khán giả ơi, khán giả cho Công Quy cơ hội không khán giả? Vô không ạ? Và bây giờ sẽ là thời gian ba chị ba giám khảo quyết định. Một, hai và ba. Thôi em đừng có buồn dạ. Nha. Cảm ơn em rất là nhiều. Và Công Quy đã dừng tại đây và tổng số tiền Công Quy đem về là 500.000 đồng. Xin chúc mừng em.